Blackpink sóng gió bủa vây, Jennie có nguy cơ bị tẩy chay, aespa cũng góp phần. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, sau gần 2 năm im ắng, Blackpink sẽ chính thức trở lại đường đua K-pop. Single đánh dấu sự trở lại của nhóm Pink Venom đang là sản phẩm âm nhạc được mong đợi nhiều nhất ở thời điểm này. Mỗi một màn tái xuất của Blackpink luôn khiến người hâm mộ trầm trồ và thán phục khi có chất lượng chỉnh chu, từ hình ảnh cho đến âm nhạc. Tuy nhiên, trước thềm màn comeback đáng mong đợi được ra lò, Blackpink lại liên tiếp đối mặt với những tranh cãi bên lề. Tranh cãi về Jennie. Trong hình ảnh poster cũng như teaser và trailer của Pink Venom, Jennie được cho là đã diện trang phục heo gợi và hở da thịt quá mức. Những phản ứng chỉ trích bắt đầu nhắm vào chính nữ thần tượng nhiều hơn khi xuất hiện tin đồn trên mạng xã hội rằng Jennie luôn đóng góp ý kiến cho outfit mà cô diện trong mỗi lần ra mắt sản phẩm mới. Theo một số dân mạng, nếu Jennie đã có tiếng nói trong những sản phẩm âm nhạc trước đó thì với trang phục gây tranh cãi lần này, bản thân cô nàng cũng đồng ý khoác lên người chứ chẳng ai có thể ép buộc được. Với Love Seeker, Jennie cũng là người duy nhất bị cộng đồng mạng tuyết còi vì tranh cãi trang phục của các nữ y tá. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái ngược với quan điểm dù Jennie có thể đóng góp ý kiến về outfit nhưng cuối cùng thì quyền quyết định vẫn thuộc về nhóm stylist cũng như chính công ty YG. Sau cùng thì ý kiến của Jennie vẫn phải dung hòa với tạo hình chung của cả nhóm. Có ý kiến nhận định rằng Jennie chỉ mặc để quay, lúc chụp quảng bá và sẽ không mặc hở như vậy để trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh đó, họ cũng cho rằng Jennie đủ trưởng thành để biết chọn trang phục phù hợp với văn hóa tránh rủi ro. Trong lần công bố concept và video teaser riêng của các thành viên, fan không thể nhận ra tổng thể trang phục từ Jennie vì ảnh được chụp cận video lướt nhanh, cho đến khi có video chung của các thành viên tranh cãi về trang phục của Jennie mới nổ ra. So với Lisa, Rosé và chị cả Jisoo, thiết kế của Jennie trông nhỉnh hơn về mặt gợi cảm. Bên cạnh đó, việc Jennie đăng teaser ủng hộ cho Lisa và Rosé nhưng lại quên teaser của Jisoo cũng làm bùng lên tranh cãi dữ dội trong nội bộ fandom Blackpink. Thậm chí chủ đề liên quan đến hành động này cũng trở thành bài đăng thu hút nhiều bình luận trên các diễn đàn lớn như Pan, The Cool và không ít netizen cũng bày tỏ thắc mắc về lý do vì sao nữ idol lại đăng tải short teaser của một thành viên như vậy. Trong khi đó, nhiều người gọi Jennie là rắn độc và cho rằng cô cố tình làm vậy để không bị Jisoo vượt mặt về lượng view. Căng thẳng giữa fan Lisa và YG Entertainment. Fan Lisa đã tỏ thái độ không hài lòng với công ty quản lý Blackpink YG Entertainment từ năm ngoái. Fandom riêng của rapper người Thái tố YG Entertainment giấu giếm số liệu về thống kê album solo La Lisa nhằm dìm hàng cô. Đặc biệt, La Lisa Ba, hội fan lớn nhất của Lisa tại Trung Quốc, còn thông báo ngừng mua album Blackpink cho đến khi YG Entertainment có lời giải thích rõ ràng về sự việc. Được biết, chỉ riêng hai fandom lớn nhất của Lisa ở Trung Quốc là Lisa Ba và Lisa China đã đóng góp tới khoảng 1/5 tổng doanh thu album The Album của cả nhóm. Sau khi tin tức về Pink Venom nổ ra, fan Lisa tiếp tục khẳng định YG Entertainment đối xử bất công với thần tượng. Cụ thể, YG đã không gắn các liên kết đến YouTube và Naver khi đăng video teaser của Lisa trên Twitter. YG cũng gắn sai hashtag Blackpink thay vì Blackpink trên teaser riêng của Lisa. Ngoài ra, teaser solo của Lisa bị thiếu trong playlist teaser Pink Venom chung của Blackpink trên YouTube và chỉ được thêm vào sau đó. Fan cho rằng tất cả những hành động trên có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thần tượng. Fan AF3 tiếp tục tố Blackpink đạo nhái. Blackpink lại vướng vào rắc rối khi một bức ảnh concept của nhóm bị một số Mice, fandom của AF3 cáo buộc đạo nhái. Lời buộc tội này gây ra tranh cãi rất lớn giữa hai fandom. Tuy nhiên, với các fan trung lập, ý kiến phần đông nghiêng về việc hai concept khá khác nhau và rất khó tìm ra điểm chung giữa hai nhóm.